Rồi tiếp theo một cây cần thăng nha quý vị. Xay tỷ lệ nó đây, cây này cũng ngộ lắm nha. Rồi một cây cần thăng giá cũng là 350k luôn đó. Đây tỷ lệ đây đó, 350k nha quý vị. Rồi một cây cần thăng giá 350k, cây này cũng ngộ lắm nha. Rồi xin kết thúc nha, một cây cần thăng giá 350k. Rồi kết thúc một cây cần thăng 350k, không khí vận chuyển nha. Rồi xin kết thúc.